Xin chào quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên và hôm nay thì tôi xin chia sẻ với quý khán giả về các cái dấu hiệu để mà nhận biết trẻ bệnh COVID nặng để đưa đến bệnh viện kịp thời. Thưa bác sĩ, theo quan sát thông thường thì trẻ mắc COVID-19 không có chuyển nặng, nhưng theo bác sĩ thì khả năng chuyển nặng sẽ như thế nào? Với tình hình nhiễm COVID hiện nay với chủng Omicron thì hầu như là phần lớn là các trẻ nhiễm COVID là có các cái biểu hiện của cái viêm đường hô hấp trên. Có nghĩa là giống như là ho, số mũi, nhức đầu, sốt, chảy nước mũi, nghẹt mũi hoặc là có thể có viêm thanh khí phế quản. Tuy nhiên là tỷ lệ tổn thương phổi là cũng có nhưng mà ít. Và hiện nay thì cái tỷ lệ đó là nặng là dưới 5%. Và đối tượng mà đặc biệt rất là có thể nguy cơ là nặng cao hơn, tỷ lệ là cao hơn là trên các cái trẻ mà có bệnh nền nặng thì cái khả năng mà bị COVID nặng là sẽ càng cao hơn so với những trẻ không có bệnh nền. Thưa bác sĩ, trẻ mắc COVID-19 nặng thì để lại những biến chứng như thế nào? Nhiễm COVID ở trẻ em có thể không nặng cũng có thể có 3 biến chứng. Thứ nhất là nếu mà trẻ nhiễm COVID khi mà có tổn thương phổi thì sẽ gây nên suy hấp. Một cái tổn thương thứ hai của COVID mà có thể nặng là sau khi bị COVID rồi có thể nhiễm mà có thể không triệu chứng thì cũng có thể là hội chứng viêm đa cơ quan. Cái này thì đây là một trong những các cái gọi là hậu COVID xảy ra 2 đến 6 tuần sau khi nhiễm COVID mà nặng. Cái thứ ba là có thể có những cái vấn đề liên quan đến cái thời kỳ hậu COVID. Ví dụ như cháu có thể có những cái rối loạn về hô hấp, về đường tiêu hóa, về thần kinh, về giảm khả năng là tập trung. Đó là những cái biến chứng mà có thể gặp ở những cái trẻ bị nhiễm COVID. Đâu là các dấu hiệu cần theo dõi và làm sao để nhận biết các dấu hiệu chuyển nặng, thưa bác sĩ? Tôi chia cái một trẻ bị COVID hiện nay ra có làm 3 nhóm. Thứ nhất là chị phải theo dõi được là những cái dấu hiệu mà của COVID là có thể là trở nặng. Đó là khi mà trẻ có khả năng là tổn thương phổi. Thì dấu hiệu sớm nhất và nhận biết để một cái trẻ có tổn thương phổi là cháu thở nhanh. Kế đến là nặng hơn một chút nữa là cháu sẽ khó thở và thở gắng sức. Cháu sẽ thở co kéo ở trên cơ ức đoàn trũng này hoặc là cháu lồng ngực của cháu sẽ co kéo lên, co kéo xuống. Nếu anh chị có SpO2, anh chị đo thì sẽ thấy rằng SpO2 giảm dưới 96%. Đó là những cái dấu hiệu mà gọi là sớm. Còn nếu mà dấu hiệu trễ hơn là như cháu nó có thể tím, có thể tái, có thể là rối loạn tri giác. Đó là những dấu hiệu của tổn thương mà do COVID, do tổn thương phổi mà nặng. Cái nhóm thứ hai mà chúng tôi đang gặp hiện nay mà có thể nặng là không phải do COVID mà do bệnh nền của cháu nặng. Rất nhiều phụ huynh sợ hoặc là vì lý do gì đó mà không có đưa trẻ đến khám khi mà hoặc là tái khám khi trẻ đến cái thời kỳ khám là bệnh nền. Và khi hết thuốc điều trị bệnh nền và khi mà cháu đến nhập viện trong tình trạng là rất là nặng, ví dụ như là bị thiếu máu thì bây giờ là hemoglobin quá thấp, bị hội chứng thận hư thì bây giờ rất là phù và tái phát, hoặc là bị tiểu đường thì có thể do hôn mê, thì đó là những trẻ có bệnh nền là nặng. Và cái thứ ba là các cái dấu hiệu mà chung hết cho những đứa trẻ mà nặng thì chúng tôi sẽ đưa ra là trẻ là ly bì, trẻ ói tất cả mọi thứ, hoặc là trẻ co giật, hoặc là trẻ không có ăn uống được gì hết, hoặc là trẻ sốt rất là cao, đặc biệt là sau khi nhiễm COVID mà 48 giờ sau cháu vẫn còn sốt thì mình phải đưa cháu đi khám bệnh viện. Thưa bác sĩ, khi trẻ mắc COVID-19 có dấu hiệu chuyển nặng tại nhà thì phụ huynh cần xử trí như thế nào? Một cái trẻ mà nhiễm COVID nặng mà từ mức độ trung bình nặng trở lên, nguyên tắc thứ nhất là phải nhập viện. Nguyên tắc thứ hai là phải đưa đến cái cơ sở y tế mà gần nhất, chứ không phải là đưa đến một cái bệnh viện lớn nhất, to nhất, mà trong cái khoảng thời gian di chuyển rất là dài thì sẽ không có kịp. Và nguyên tắc thứ ba là có thể có những cái sơ cứu và những cái xử trí mà trước khi trẻ nhập viện kịp thời. Ví dụ như trẻ sốt rất là cao thì mình phải hạ sốt trước. Trẻ co giật thì mình phải xử trí cần thiết để mà giúp cho trẻ đừng có bị biến chứng. Ví dụ như trẻ có thể nằm nghiêng qua một bên và mình để đặt trẻ. Thông thường thì co giật hiện nay là các trẻ là khoảng 2-3 phút là các trẻ sẽ hết. Và mình đừng có những cái can thiệp như là bỏ cây vô, đặt ngón tay vô hoặc là đặt trẻ vô sẽ làm cho cháu có thể nặng nề hơn. Và cái thứ ba nữa là nếu mà mình có oxy thì mình cho cháu là thở.
Còn không thì mình đưa cháu đến bệnh viện trên một cái phương tiện an toàn nhất để đến cái cơ sở y tế gần nhất. Thưa bác sĩ, trẻ em mắc những nhóm bệnh nền nào sẽ dễ trở nặng khi mắc COVID-19? Gần 2 tháng theo dõi hiện nay thì tôi thấy rằng là đối tượng mà của cái trẻ nhiễm COVID mà có thể là bị nặng bởi COVID là những trẻ có bệnh nền. Những trẻ có bệnh nền ví dụ giống như là những cái trẻ mà bị chậm phát triển về thần kinh, những trẻ có vấn đề về phát triển về vận động như là bài não, như là hệ hô hấp là không có thở được, trẻ phải nằm một chỗ. Thứ hai nữa là các cái trẻ mà suy giảm miễn dịch, ví dụ như trẻ đang bị bệnh ung thư, trẻ đang ghép tạng, trẻ đang bị bạch huyết cấp, hoặc là những trẻ có sử dụng các cái thuốc ức chế là miễn dịch, ví dụ như sử dụng corticoid kéo dài, hoặc là các những cái cháu mà sử dụng như methotrexate vì hội chứng thận hư hoặc là vì ung thư kéo dài. Những cái nhóm bệnh khác như là tim bẩm sinh hoặc là những các cái bệnh lý gan, bệnh lý thận, ví dụ như những trẻ mà chạy thận, suy thận hoặc là hội chứng thận hư. Kế đến những trẻ mà có các cái bệnh đồng nhiễm mà nặng, ví dụ như là sốt xuất huyết, ví dụ giống như là trẻ mà bị nhiễm trùng huyết, đó là những cái trẻ mà có khả năng vô rất là nặng khi mà kết hợp với SARS-CoV. Tôi nghĩ rằng là phụ huynh cũng đừng quá lo lắng, nhưng mà phải chăm sóc cháu, cũng như là cũng đừng lo lắng để điều trị quá trời nhiều thuốc không thích hợp. Hạ sốt, thuốc có thể giảm ho, có thể bổ sung các vitamin, anh chị có thể bổ sung các cái kẽm và canxi, đặc biệt là khi mà cháu nó thiếu các cái chất đó, đó là cần thiết. Theo dõi cháu tốt, và nếu cháu có các biểu hiện triệu chứng nặng thì mình đưa cháu nhập viện kịp thời. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái mà hướng điều trị hiện nay tốt. Chúng ta cũng không sử dụng các cái thuốc mà kháng sinh, kháng viêm khi không có chỉ định của bác sĩ.